Các em thân mến, hôm nay thầy giới thiệu bài 45 thực hành chế biến siro từ quả. Mục đích của bài: làm được siro từ một số loại quả. Đây là bài thực hành, cho nên có một yêu cầu nữa là làm đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phần 1 chuẩn bị. Đây là các loại chúng ta có thể làm được từ nho, đào, mơ, dâu, xoài, vân vân. Chúng ta có thể làm được tất cả các loại siro từ các cái trái cây. Chọn quả để làm siro thì cần chú ý điều gì? Trong sách giáo khoa đã trình bày, chúng ta thấy quả phải đến độ thu hoạch tươi ngon và không bị sâu bệnh. Những sản phẩm này được lựa chọn để đảm bảo cho siro sau này chúng ta sử dụng có chất lượng tốt. Phần chuẩn bị quả làm siro, tất cả các loại quả chúng ta cần làm cỡ khoảng 1 kg, đường trắng từ 1 đến 1,5 kg, lọ thủy tinh sạch lau khô. Phần chú ý, để siro đậm đà có thể cho thêm một chút muối ăn, tùy khẩu vị của người sử dụng. Như vậy, mỗi loại mơ, mận, nho, dâu, chúng ta chọn mỗi loại là một kg. Phần 2, quy trình thực hành. Bước 1, quả tươi ngon được lựa chọn cẩn thận. Loại bỏ những quả bị dập, bị sâu, rửa sạch quả và để ráo nước. Chúng ta để rửa dưới vòi nước và loại bỏ những quả bị sâu bệnh. Bước 2, xếp vào lọ thủy tinh, cứ một lớp quả, một lớp đường, một lớp quả, một lớp đường. Chú ý dành một phần đường phủ kín trên lớp trên cùng, nhằm hạn chế sự lây nhiễm của vi sinh vật, sau đó đậy lọ thật kín. Một lớp quả, một lớp đường và phần trên cùng. Khi đậy lọ thì chúng ta phủ kín một lớp đường ở trên để hạn chế sự lây nhiễm của vi sinh vật. Sau đó chúng ta đậy lọ lại thật kín. Bước 3. Sau khoảng 20 đến 30 ngày, nước quả được chiết ra tạo thành siro. Chúng ta gạn dịch chiết vào lọ thủy tinh sạch khác để tiện sử dụng. Như vậy chúng ta có sản phẩm từ sau 20 đến 30 ngày. Món siro có màu đỏ tươi của trái dâu tây. Dâu rửa sạch, bỏ cuống. Ngâm dâu qua nước muối, vớt ra để ráo nước. Sau đó chúng ta cũng xếp vào lọ một lớp đường, một lớp dâu tây. Có thể cắt dâu làm đôi, ướp dâu với 20g đường trong 4 tiếng. Thỉnh thoảng xóc dâu đều cho ngấm đường, sau đó cho dâu nước. Nấu liu riu trong lửa trong khoảng 20 phút. Khi nấu, liên tục hớt bọt bỏ đi. Lớp bọt được hình thành khi chúng ta nấu trên bếp. Và chúng ta hớt bọt bỏ đi. Khi thấy nước dâu hơi sánh một chút thì có thể bắc ra để nguội. Cho vào lọ kín, bảo quản trong ngăn tủ mát. Chúng ta có thể sử dụng ngon hơn nếu như đập với đá lạnh đập nhuyễn.
cách làm siro chanh. Nguyên liệu: chanh đào khoảng 2 kg, mật ong khoảng 2 lít, đường phèn khoảng 1,4 kg. Chanh này chúng ta cũng lựa chọn những quả tươi ngon, đến độ thu hoạch, không bị sâu bệnh. Cách làm: bước 1, chanh đào sau khi mua về nên chế biến ngay vì càng để lâu thì lượng tinh dầu trên vỏ chanh sẽ bị hao hụt. Sau khi ngâm, hiệu quả trị ho sẽ kém đi. Như vậy chúng ta còn lưu giữ lại lượng tinh dầu ở trên chanh để sử dụng. Rửa sạch với nước muối pha loãng, vớt ra cho ráo nước và để chanh thật khô. Bước 2, dùng đường phèn thì chúng ta phải đập vụn. Tùy vào mục đích sử dụng, có thể chọn cách ngâm chanh nguyên quả, có thể bổ đôi, có thể thái lát. Lần lượt xếp một lớp chanh đào vào lọ rồi rải một lớp đường phèn lên trên. Cứ thế cho đến khi đầy lọ, một lớp chanh, một lớp đường. Bước 3, dùng vỉ, che que hoặc một dụng cụ nào đó gài miệng lọ để chèn, tránh việc chanh nổi lên trên và bị thối hỏng. Bước 4, rót mật ong vào. Lưu ý là không nên rót mật quá đầy. Cần giữ khoảng cách với nắp cho chanh có không khí để lên men. Vài ngày đầu, chanh sẽ bị sủi bọt. Chúng ta cũng không quá lo lắng về hiện tượng này. Chỉ là hoàn toàn bình thường. Chỉ cần dùng một thìa sạch hớt bỏ váng đi là được. Đây là hai lọ chanh ngâm được một năm. Siro có màu hổ phách rất hấp dẫn. Có thể uống hàng ngày, một thìa cà phê vào buổi tối để tăng cường sức đề kháng cơ thể. Người lớn hoặc trẻ em đều dùng rất tốt. Các dạng sản phẩm nước quả quy mô nhỏ như nước cam, nước xoài, nước thốt lốt, nước nho, nước mía, nước mãng cầu, nước nha đam, nước chuối, cà rốt, nước bưởi, nước khóm. Đây là hình ảnh của các dạng sản phẩm được làm ra từ các trái chuối, chanh dây, nha đam, siro chanh dây, nho và nước mía. Đây là các nước trái cây, là sản phẩm khi chúng ta chế biến siro từ các loại quả. Phần 3, đánh giá kết quả. Các em sẽ học tự đánh giá kết quả theo mẫu, theo bảng. Chỉ tiêu đánh giá là thực hiện quy trình. Thứ hai là thao tác kỹ thuật. Và thứ ba là kết quả sản phẩm. Các em sẽ tự đánh giá tốt, đạt, không đạt, người đánh giá. Và sau đó căn cứ vào sản phẩm, thầy sẽ đánh giá kết quả sau cùng, căn cứ vào các sản phẩm của các nhóm và của các em làm ra. Bài học thực hành đến đây kết thúc. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau. Thân mến, chào các em.